thị trưởng đang phát biểu trong buổi họp, chú chó Alpha đột nhiên sủa ầm lên, cảnh sát dường như nhận thức được sự nguy hiểm, liền thả dây cho Alpha chạy đi. Chú chó lập tức chạy đến chỗ cái hòm không ngừng sủa, đám vệ sĩ liền đưa thị trưởng ra ngoài, đám đông thấy vậy hoảng hốt vội bỏ chạy, cảnh sát cũng lập tức chạy đến, những chuyên viên tháo mìn cẩn thận mở cái hòm ra. Thế nhưng thứ trong hòm lại là một cái giò, khiến tất cả mọi người cười ầm lên. Alpha vì nhầm lẫn chân giò thành quả bom, do đó mà nó đã bị mất việc. Chú chó buồn bã đi ra ngoài, mấy chú chó nghiệp vụ đều khinh thường Alpha. Alpha nhìn mọi người sau đó rời đi, từ một chú chó nghiệp vụ được mọi người yêu quý, mà giờ đã trở thành chó hoang không nơi để về. Trên đường bỗng nó bị một người bắt đi, hắn đưa Alpha đến nơi nghiên cứu thay đổi gen của động vật. Một vị tiến sĩ lùn bước vào phòng thí nghiệm, Sheriff Jan mang Alpha đặt lên bàn, ông ta nói muốn thay đổi cách huấn luyện con chó này. Tiến sĩ lùn cầm kim tiêm chuẩn bị tiêm chú chó. Alpha vừa nhìn thấy liền nhổ nước bọt vào mặt tiến sĩ, sau đó tức tốc trốn khỏi phòng thí nghiệm. Phòng thí nghiệm liền bị Alpha quậy banh nóc. Hai người họ thật ngu ngốc, có thế mà cũng không bắt được Alpha. Trong lúc chạy trốn, nó làm đổ hết chỗ thuốc để trên tủ, tất cả thuốc tiến sĩ nghiên cứu đều đổ hết lên người nó. Nó cảm thấy hình như bản thân có chút thay đổi. Tiến sĩ thấy vậy liền đóng cửa phòng thí nghiệm lại, nhưng Alpha lại xuyên thẳng qua cánh cửa chạy mất. Tên tiến sĩ trông thấy đơ cả người. Alpha vừa ra ngoài liền đến chỗ thùng rác tìm đồ ăn, đột nhiên ba con chó giữ lao thẳng tới. Con đầu đàn nói đây là địa bàn của chúng, vì bản thân thấp bé và không biết mình có siêu năng lực nên Alpha vội vàng co giò bỏ chạy. Trong lúc bỏ chạy, nó đâm phải một xe ô tô, tài xế vội vã xuống xe kiểm tra, thấy Alpha không bị mất một sợi lông tơ nào. Người đàn ông thấy nó đáng yêu liền đưa lên xe, nhờ đó mà Alpha có một căn nhà mới. Ông ấy cùng con trai đã đặt tên cho nó là Butterbo. Cuối cùng thì nó đã nơi ăn trốn ngủ rồi. Trong lúc ngủ, cơ thể chú bắt đầu phát sinh biến hóa, đến khi tỉnh dậy cảm thấy bụng quá đói, Butterbo đến mở tủ lạnh lấy đồ hộp ra, nhưng không may lại cắn nát cái hộp. Chú nhanh chóng liếm sạch thức ăn trên tường. Một người đàn ông đến trêu Butterbo, nó vừa sủa vài cái đã làm nứt cửa kính, dọa người đàn ông sợ hãi bỏ chạy. Butterbo chạy đến lấy quả bóng dưới ghế sofa, kết quả hất bay cả cái ghế lên. Lúc này cậu chủ Peter vừa đi học về, thấy ngôi nhà như một bãi chiến trường, anh lên tiếng nói không biết chuyện gì đã xảy ra. Không ngờ Butterbo lại cất tiếng đáp lại cậu. Việc này khiến Peter vô cùng sợ hãi. Bọn họ đến công viên để đi dạo, vừa hay lại gặp cô bạn phóng viên của lớp của mình, mà Butterbo cũng gặp được đối tượng nó thích. Nó chạy tới chỗ cô chó bắt chuyện, nhưng cô chó này lại không mấy quan tâm tới nó. Peter nhặt ra một cái đĩa bay trong thùng rác, sau đó tiện tay ném nó đi. Butterbo nhanh chóng đuổi theo bắt cái đĩa lại. Peter nhặt một cành cây muốn Butterbo chôn xuống đất, trong phút chốc nó đã đào lên một đống đất to đùng. Butterbo còn có một đôi tai vô cùng thính, chú có thể nghe được âm thanh cách đó vài cây số. Chú vô tình nghe được tiếng kêu cứu của bạn Peter, nó lập tức chạy về hướng phát ra âm thanh. Chú chạy càng lúc càng nhanh, sau đó còn bay lên. Butterbo linh hoạt tránh được những chiếc xe trên đường. Bỗng một chiếc xe tải đi ngang khiến nó tông phải, nhưng cú tông lại giúp chú bay nhanh hơn, liên tục xuyên qua bàn làm việc của văn phòng. Butterbo đá nắp thùng rác bay vào mặt một tên cướp, rồi dùng tấm đệm lò xo nhảy lên chiếc thang, để chiếc thang rơi vào tên còn lại. Rất nhanh Butterbo đã khống chế được hai tên cướp, nó đưa máy ảnh cho cô gái rồi chạy đi. Trở về nhà, Butterbo sợ hãi trốn xuống gầm giường, sau đó cùng cậu chủ thu dọn bãi chiến trường. Ông bố vừa đi làm về thấy nhà cửa lộn xộn, liền quyết định trả Butterbo về trại chó. May nhờ có Peter nên chú chó mới được ở lại, từ đó một người một chó trở thành bạn thân của nhau. Peter liền dẫn Butterbo lên phố đi dạo, sau đó huấn luyện nó vài mệnh lệnh cơ bản. Peter còn tặng cho Butterbo một chiếc vòng cổ. Phòng thí nghiệm của tên tiến sĩ giờ chỉ còn cái nịt, căn phòng hiện giờ như một bãi chiến trường, nhưng hắn ta vẫn cố lấy cái máy biến đổi gen. Tối đến, trong lúc Butterbo xin Peter cho mình đồ ăn thì TV phát cảnh trộm cướp trong tiệm nữ trang. Peter khuyên Butterbo đi bảo vệ cho thành phố, mà Butterbo nghe được tiếng kêu cứu, nó liền phóng như bay đến hiện trường. Butterbo húc nhẹ một cái đã khiến tên cướp bay đi, không ngờ bọn cướp lại là tay sai của tên tiến sĩ. Tiến sĩ thông qua camera bảo đàn em bắt nó lại, chúng chưa kịp ra tay đã bị chú Tần cho một trận, đồng bọn sợ hãi điên cuồng chạy trốn. Butterbo anh dũng bước ra trước mặt cảnh sát, sau đó bay trở về nhà trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Thời sự liên tục đưa tin về Butterbo. Để cho Butterbo được oai phong hơn, Peter bắt đầu thiết kế quần áo cho Butterbo, nhưng gu thẩm mỹ này trông thật lạ quá. May mà cuối cùng chọn được bộ quần áo siêu anh hùng, mặc trang phục lên trông Butterbo thật oai phong. Như vậy chú chó bắt đầu công cuộc bảo vệ thành phố. Sở cảnh sát rất nhanh đã ngập tràn bài báo về Butterbo. Chiếc xe của người đàn ông bị hỏng phanh, Butterbo dùng răng kéo chiếc xe dừng lại. Nó còn tham gia cả cuộc thi ăn uống. Peter ném cái đĩa bay lên, nó ngậm đĩa bay vòng quanh trái trong chớp mắt, sau đó còn cứu chú mèo gặp hỏa hoạn. Thị trưởng muốn cảm ơn chú chó nên đặt ra ngày siêu khuyển, nhưng tên tiến sĩ đã phát hiện ra rằng đây chính là con chó đã trốn khỏi phòng thí nghiệm. Tiến sĩ lùn không ngừng truy lùng chú chó, nên bảo đệ đóng giả người phụ nữ rơi từ trên lầu xuống. Tai nạn này thật sự đã
dụ được Butterbo đến cứu. Khi an toàn rồi, chú chó mới biết mình bị mắc bẫy. Hắn ta nhân cơ hội xích Butterbo lại lôi đi, nhưng sợi dây này sao có thể trói được Butterbo chứ. Nó nhanh chóng chạy như tên bắn, kéo theo tên trợ thủ lê lết trên đường phố. Mọi người trông thấy đều cảm thấy thương xót dùng. Đến khi sợi dây đứt, hắn ta mới thoát nạn. Trợ thủ tả tơi quay về báo cáo. Tiến sĩ Lùn biết sự việc lập tức nổi điên. Butterbo trở thành anh hùng của nhân loại, nên giờ cũng không còn độc thân nữa rồi, trực tiếp nhận được sự tôn trọng từ nữ thần. Chúng nó cùng nhau bay lượn khắp con phố, còn cùng nhau ăn mì ý trong công viên. Cái cảm giác này thật khoái quá đi mà. Trong lúc Peter và Butterbo đi ngoài, tiến sĩ Lùn cùng trợ thủ đã đến bắt cóc bố của Peter. Chúng uy hiếp ông giao Butterbo ra. Lần đầu thấy người bắt cóc không đòi tiền mà lại đòi chó, nên ông chỉ đành gọi to tên của Butterbo lên. Chú chó nhanh chóng cắn áo Peter đưa cậu đi cứu bố. Không lâu sau, cả người lẫn chó đều tiến vào địa bàn của ông tiến sĩ. Dưới sự uy hiếp của tên tiến sĩ Lùn, Butterbo đã bằng lòng nghe theo lời của hắn ta. Chú chó ngoan ngoãn uống viên thuốc màu đỏ vào, siêu năng lực cũng theo đó biến mất. Tên tiến sĩ này có thuốc điều chế siêu năng lực, liền đưa thuốc đó cho ba con chó của hắn uống. Ba con chó cũng lập tức biến thành siêu khuyển. Sau đó hắn ta dẫn ba con chó đến gặp thị trưởng. Hai cha con Peter bị bắt cóc trói lại nay đã thoát được. Họ dẫn theo Butterbo chạy tới chỗ thị trưởng. Người dân cũng đã đến đây rất nhiều. Tuy Butterbo mất đi siêu năng lực nhưng mũi vẫn rất thính. Rất nhanh đã đánh hơi được có bom trên nóc tòa nhà. Nó không màng nguy hiểm xông vào tòa nhà. Butterbo chạy tới lỗ thông gió. Tên tiến sĩ đang uy hiếp thị trưởng khôi phục lại phòng thí nghiệm, đồng thời nộp cho hắn 10 tỷ đô la. Butterbo đang đi bỗng bị rơi xuống một quả địa cầu, và ở trên quả đó lăn mấy vòng. Sau đó quả địa cầu lăn ngoài va phải thị trưởng. Chú chó rơi trúng người tên tiến sĩ khiến thuốc bay ra ngoài. Butterbo uống thuốc vào liền có được siêu năng lực. Tiến sĩ ra lệnh cho chó của mình tấn công Butterbo. Trong tình huống tất cả đều có siêu năng lực, Butterbo khó mà đánh được ba con chó kia. Tên trợ thủ lúc này đã bắt được bạn của Peter, hắn trói cô bên cạnh quả bom trên sân thượng. Còn tên tiến sĩ đã cầm viên siêu năng lực lên uống, sau đó rút thanh kiếm lên đuổi Butterbo, nhưng lại đánh ngay phải tên trợ thủ của mình. Ba con chó lúc này cũng đuổi đến chỗ Butterbo, tự nhận thấy bản thân đánh không lại, nó liền đứng lại và bắt đầu nói chuyện. Dùng võ không được thì ta dùng văn, khuyên ba con chó bây giờ làm lại vẫn còn kịp. Quả nhiên ba con chó này đã bị thuyết phục, chúng quyết định quay sang tấn công tên tiến sĩ. Tên tiến sĩ bị tấn công liền ấn nút hẹn giờ quả bom. Đồng hồ hẹn giờ trên bom bắt đầu đếm ngược. Ba chú chó bắt đồng tấn công tên tiến sĩ. Butterbo tìm đến Peter để lấy bộ quần áo của mình. Thị trưởng đã được quân lính giải cứu ra ngoài. Bố của Peter đến bên cảnh sát muốn tham gia bắt tiến sĩ. Ông tiêm một liều thuốc vào người tên tiến sĩ, cuối cùng thì hắn ta cũng bị bắt và đưa ra ngoài. Lúc này quả bom đã sắp nổ đến nơi rồi. Butterbo tung người bay lên nóc tòa nhà. Chú bay đến cứu bạn của Peter, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất gỡ quả bom. Chú mang quả bom đến bãi đất trống, sau đó ra sức đào hố rồi mang quả bom xuống sâu dưới lòng đất. Nhưng chú chưa kịp bay ra thì quả bom đã phát nổ. Butterbo bị bom nổ bắn ra khỏi trái đất. Chú chó còn gửi lời chào tới các phi hành gia rồi quay trở lại bãi đất trống tạo thành cái hố sâu. Cú va chạm khiến chú chó nằm im bất động. Peter đến ôm Butterbo trên tay. Cậu cứ nghĩ chú chó đã bỏ cậu mà đi mất rồi. Đúng vào lúc này Butterbo từ từ mở mắt. Chú lại lần nữa bay lên không trung, tiếp tục gìn giữ sự bình yên của thành phố này. Tên tiến sĩ sau đó bị giam cùng với tên trợ thủ của mình. Butterbo đột nhiên lại bị bọn chó hoang cản đường. Chú ta thấy ngứa mắt liền sủa vài tiếng. Bộ phim hôm nay đến đây là kết thúc. Mọi người thấy sao về bộ phim này? Hãy để lại ý kiến ở bên dưới để Vân Anh biết nhé. Và đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Bye.